Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này như thường lệ là 7 giờ rưỡi sáng giờ của thủ đô nước Mỹ. Hôm nay là thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019. Huynh đệ mình tiếp tục chia sẻ trao truyền cho nhau nghe về Kinh Thắng Mang, Sư Tử Hống. Hôm nay là kỳ thứ 15 và chúng ta đi cái phần cuối của chương thứ tư gọi là Nhiếp Thọ Chánh Pháp. Hôm nay thì mình học Kinh Thắng Mang cũng như mình nghe các cái kinh tạng Đại Thừa rất là nhiều lần nhắc nhở về cái chữ gọi là Nhiếp Thọ Chánh Pháp. Nhưng có lẽ là hôm nay mình mới vào cái kỹ về cái vấn đề về Nhiếp Thọ Chánh Pháp như thế nào. Giờ thế nào gọi là Nhiếp Thọ Chánh Pháp? Thưa các vị, là đúng ra là mấy cái người mà nó béo như tôi nó không muốn chút nào đâu. Thành ra các vị cảm thông là gọi là vì hoàn cảnh, vì bệnh hoạn cho nên nó béo vậy, chứ không ai muốn mình béo đâu nghe. Các vị đừng có tưởng đâu là ăn nhiều nó béo. Cơ thể con người nó như vậy. Nên tội mấy người không biết chê bai mấy người mập, mấy người béo, tội người ta lắm. Nó ăn cái gì béo mập như heo. Thật sự là một ngày tôi ăn chỉ có 2 lần. Không có lần nào mà ăn quá 2 chén cơm hết. Từ sáng nay thức dậy là quậy miếng ốc miêu ăn. Rồi hôm qua thì nguyên ngày hôm qua ăn cơm gạo lứt với các loại đậu. Bởi vì biết như cả một đêm vậy đó mà qua trời lạnh, lạnh lẽo, tôi nghĩ là trời lạnh ngủ ngon lắm. Trời lạnh nghĩ là ngủ ngon lắm nhưng mà ngủ không được. Bởi lạnh quá đó thì giống như nó đông mỡ, mà nóng quá thì nó chảy mỡ, cái gì nó cũng khổ hết. Rồi ngủ không được thì các vị biết là coi như là cái đầu nó nhức tưng, sáng nay phải nhờ cái duyên một viên thuốc nữa rồi. Cho nên các chị á, con người mình mà hiểu rồi thương người ta. Cái nhiều người hết sức là vô ý vô thức, thấy gì nó chắc cái ông thầy đóng ăn dữ lắm. Tại vì cơ thể tôi á, thì các vị biết là từ hồi mười mấy tuổi tới bây giờ là không ăn được hành, hẹ, tỏi. Cho nên không ăn được mấy cái thứ đó, cho nên nó làm cho con người nó đúng ra thì bây giờ tu hành mình biết kỹ rồi, không có chấp cái việc hành hẹ tỏi, nó cũng là một loại thực vật thôi. Nhưng mà nói về cái phân lượng nó là hành hẹ tỏi, nó có cái chất kích thích, nó làm cho con người, nó làm cho cơ thể con người mà nếu mà yếu kém về cái mặt tu tập á, thì nó dục vọng, nó sanh khởi. Vì vậy mà chư lịch đại tổ sư thì cũng phân tích ra nó cũng hay, cho nên kêu gọi là người đệ tử đối với tinh thần bắt truyền ăn chay thì không nên ăn mấy thứ đó cũng hay. Thì tôi thực sự ra trước khi đi tu thì không ăn được những thứ như là cua, ghẹ, tôm, sò gì rồi, nó thiếu cái chất vôi rồi. Cho tới khi vào chùa tu thì lại con người nó lại theo ở chung với chúng, cho nên không có ăn hành hẹ tỏi nén vân vân. Có củ kiệu thì bây giờ có lâu lâu thỉnh thoảng nhớ mùi vị có ăn, cho nên nó thiếu cái chất đề kháng. Thành ra khi vậy mà con người hễ lạnh quá thì con người cũng khó chịu, mà nóng quá thì con người cũng dùng dằn. Thành ra các vị biết vậy mà đừng có tạo cái nghiệp chứ mấy thầy. Không ai muốn mình mập mạp khổ gì đâu. Lê cái thân cả vấn đề, ngủ cũng cả vấn đề.
khi ngủ mà nằm xuống hay vừa cất cái tiếng ngáy thôi thì bắt đầu cái nó nở cái cũng họng ra là chưa đầy một giờ đồng hồ là giật mình thức dậy rồi. Thì tôi nhắc vậy để cho mấy huynh đệ đừng có tạo nghiệp đối với một số chư tăng, người ta lỡ mà bụng bự hay là mập mạp hay là béo mập gì cả người ta. Còn cái chuyện mà tu hành khổ cực như là thời Đức Phật còn tại thế, không coi như là lúc mà tu khổ hạnh, lục liên khổ hạnh đó, Phật vẫn biết rằng cái khổ hạnh đó là cuối cùng nó không đưa đến cái quả giải thoát giác ngộ. Thật ra Phật mới chuyển đổi, cũng phải cần có cái thân này, nhờ nó để mà nương gá với nó để mà tu tập. Thật ra tôi nhắc nhở các vị vậy đó, những cái người mà nó gọi là hồ đồ, nó không có cái trách nhiệm thì sao cũng được. Nó coi như ngoại đạo tà giáo, nó hồ đồ, nó coi trời coi đất, coi ông bà cha mẹ không ra gì, thầy bà không ra gì, nó nói sao cũng được. Mình Phật tử mình không nên đánh giá cái hình tướng. Con người có nhiều khi cái hình tướng nó đẹp đẽ mà cái tâm hồn nó luôn luôn bẩn thỉu xấu xa. Có những người đen đúa xấu xí mà lòng ngay dạ thẳng. Ví dụ như thời Đức Phật tại thế, Ngài Mục Kiền Liên là cái người mà xấu xí đen đúa. Tôi nói thật ra tôi ngày nay vậy chứ theo tôi theo như diễn tả trong kinh, tôi còn được hơn một Quyền Liên về cái thân tướng đó. Xấu nhưng mà được hơn một Quyền Liên về cái thân tướng đó. Quyền Liên mà đi giảng coi như là Phật cử đi giảng ở đâu là thấy tướng một Quyền Liên là người ta hứ tới đó, là tại vì thân tướng xấu xí quá, ví dụ vậy chẳng hạn. Nhưng mà người ta lại là lòng ngay dạ thẳng. Rồi đệ tử Phật thì có ngày Kiều Phạm Ba Đề, ngày Ngu Chủ, gọi là đó, mấy ngày đó thì coi như là người ta phước đức vô cùng, nhưng mà chẳng qua cái nghiệp người ta, cái nghiệp đó gọi là dư báo nghiệp, cho nên cái mồm lúc nào cũng nhai hết trơn á, mồm cũng nhai rồi người ta thấy người ta sợ mà cái phước báo thì lớn lắm và tu hành thì chứng thánh quả nữa, nhưng mà cái thân tướng cái mồm lúc nào cũng nhai, cho nên chúng sanh nó thấy nó sợ. Rồi Phật mới bảo là thôi đi ẩn đi, ẩn có. Thì tôi nói cho các vị vậy đó để các vị hiểu để cảm thông. Tôi tối qua mà tôi viết cái bài thơ cái hôm qua đó, tối mà ngồi viết cái bài thơ, tôi cũng tự ăn năn, tự hổ thẹn với mình. Nhiều khi mình biết lời Phật dạy rõ ràng ngũ uẩn giai không, rõ ràng nhân duyên giả hợp, rõ ràng vạn pháp nó vô thường, mình biết rõ vậy đó, mà có khi mình buông không được, mình bỏ không được. Vì vậy mà huynh đệ mình thấy mình sanh ra cái thời này nó cái bản ngã con người nó hừng hãy, nó cao. Vì vậy mà nó chi phối cái bản ngã, chi phối bởi cái tài của vật chất, chi phối bởi cái sắc pháp nó nhiều. Vì vậy mà cái nền đạo đức con người mình nó khó khăn lắm. Cho nên mà biểu bỏ để mà giải thoát nó khó lắm. Vì vậy mà nói chứ học kinh, học đi, học lại, học hoài, học để mà được giải thoát cả vấn đề chứ không có dễ cả gì. Bây giờ mình tiếp tục cái chuyện mà nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp mà nhờ nhiếp thọ chánh pháp mà Bồ Tát mới đủ căn lành và an vui cho chúng sanh. Như vậy thì đối với cái trách nhiệm của Bồ Tát nhiếp thọ chánh pháp thì Đức Phật dạy cái gì? Hay là Phu Nhân Thắng Mang trình bày cái gì? Các vị nên nhớ á, cái việc mà của Phu Nhân Thắng Mang á, trình bày lên Đức Thế Tôn, hay là Đức Thế Tôn dạy giáo hóa cho Phu Nhân Thắng Mang cũng như cho tất cả chúng sanh á, thì coi như đây là cái tâm lượng nó gần bằng nhau.
Phu nhân Thắng Mang bây giờ là cái tâm lượng của bà là Bồ Tát. Tâm lượng của Bồ Tát cho nên mới nương cái oai thần, gọi là cái sức thần Phật. Cho nên lời của bà nói ra đó, lời nào nó cũng hợp với cái ý của Phật, ý của các vị đại Bồ Tát, hợp với cái ý của các bậc giải thoát giác ngộ trong mười phương. Còn tại sao huynh đệ mình á, mình nói ra nó không có hợp với Phật? Tại vì anh em huynh đệ mình hiện giờ nó còn phàm phu nặng quá đi. Mà thậm chí là bà gọi là bác địa phàm phu nữa, chứ không phải phàm phu thường nữa. Nó mình phải nhìn thiệt vậy à. Cho nên lời mình nói ra nó có lúc nó cũng hay, có lúc nó dở, có lúc nó thiện, có lúc nó ác, có lúc nó giận dữ, có lúc nó muộn phiền, có lúc nó thương, có lúc nó ghét. Lời của mình là lời của phàm phu chứ không phải lời của Bồ Tát mà trình lên Phật. Tôi nói vậy các huynh đệ cảm thông chưa? Thấu rõ chưa? Còn đối với bà Thắng Mang bây giờ á, phu nhân Thắng Mang là một cái người mà đang cái tâm lượng Bồ Tát và nương cái sức thần Phật, cho nên nói lời nào ra nó thì coi như là nó gần giống như là gần giống na ná gần 90% là lời của bà nói ra, phát nguyện ra nó đồng lượng với cái tâm chư Phật. Cho nên người tu thì thí dụ như cái người nào xuất gia từ hồi thở nhỏ đó, xuất gia từ thở mà còn gọi là ấu niên á, cho tới mười mấy tuổi đi thọ giới sa di á, nó có ba cái cấp của sa di. Gọi thứ nhất là gọi là sa di thu ô, thứ hai là sa di ứng phó, thứ ba là sa di hình đồng. Sa di thu ô là sa di này, cái ông thầy ông tiểu này nó còn nhỏ quá đi, ông tiểu nhỏ quá còn cái chõm đi nè, cho nên ông này không có chưa có ăn, gọi là ăn chưa no lo chưa tới, mà chỉ biết là hầu quý thầy, chỉ biết là dụng chuông, chỉ biết là thắp hương, chỉ biết là làm những việc để mà cho cái có sự siêng năng của cái tuổi trẻ. Thì cái nhiệm vụ chính của thời Đức Phật mà các vị sa di mà còn cái chõm đó là gọi là sa di thu ô. Ông này chuyên môn đuổi quạ, bởi vì thời đó đó các cái con quạ nó thấy mấy ông thầy tỳ kheo, chư tỳ kheo ngồi thiền thì nó tưởng đâu là thấy ngồi bất động, nó tưởng đâu chết, nó xuống nó mổ. Thành ra vì vậy mà mấy ông sa di có nhiệm vụ là cầm cái quạt hay là cầm cái cây gì đó, thấy mà mấy ông quạ tới thì phải ra dấu đuổi nó, gọi là sa di thu ô. Rồi sa di ứng phó, ứng phó là ông sa di này có thể đánh chuông đánh mõ được, bái sám công phu, hay là có thể thay với ông tỳ kheo coi như là đi. Thí dụ như bây giờ mình nói xin lỗi đi, mấy thầy nhà Phật tử có hữu sự, hữu sự thì mấy thầy là lo cái đám lớn, còn mấy thầy nhỏ nhỏ này có thể chiều đi cúng cơm. Cái sa di thứ ba là sa di hình đồng. Hình đồng là coi như vị sa di này sắp sửa có thể đủ khả năng để thọ giới tỳ kheo làm thầy. Thì đối với cái tâm lượng của chúng ta cũng vậy. Dầu hiện giờ chúng ta là mang cái thân tướng ngũ uẩn này thì ai cũng như ai. Huynh đệ mình thì ai cũng như ai, ai cũng là cũng da bọc xương, da bọc thịt, rồi thịt ốp xương, rồi xương nó nảy sinh ra tủy. Ai cũng như ai, máu là máu đỏ, bất cứ da vàng, da trắng, da gì không biết, nhưng mà đều là máu đỏ. Thì về thân ngũ uẩn thì ai cũng như ai. Nhưng mà về cái ý thức này nè, cái tâm lượng này nè, nó có khác biệt. Khác biệt là nếu như mà ta có ý thức, ta có cái tâm lành, ta có một cái lòng hướng thiện, ta có nhân duyên, phước báo nhiều đời, gặp thầy lành bạn tốt, đã từng học hỏi chánh pháp rồi đó, thì ngày nay, đời nay ta có mặt lên trần thế này đó, coi như ta chỉ nghe một câu, một kệ, một niệm,
có nghe vài lời sách tấn thôi là coi như là ta ngộ ra liền. Còn cũng có những con người, thí dụ như cũng là người, cũng máu đỏ, cũng da bọc bên ngoài, cũng thịt ốp xương, xương ốp tỷ, cũng y vậy. Nhưng mà do cái căn lành nó kém cỏi, do trải qua bao nhiêu lần sanh tử nó dập dồn, sóng gió dập dồn, sông mê biển ái đầy dẫy, rồi cũng nhờ có cái phước cho nên được làm người, nhưng mà cái trí não, cái căn lành nó kém, cho nên con người đó nghe đi nghe lại, có nhiều khi nghe mà không hiểu, mà chẳng những không hiểu mà còn oán ghét rồi còn thù hận đó. Mình thấy vậy mình thật sự là đáng thương xót. Tuy rằng tôi thì nếu mà cái người mà không có theo tôi, gọi là trường kỳ, rồi không có theo tôi lâu dài, thì các vị biết là coi như nghe cái bài tôi giảng là thấy mắc ghét. Giảng cái gì mà giảng hồi cái rồi chọt vô rồi chửi tùm lum ta lả. Tôi biết chứ đâu phải tôi không biết. Hỏi các vị nói chứ cái đầu tôi còn dày nè. Nói chứ tôi cũng, một là tôi nhiều khi tôi cần cái người nói tôi điên, mà đâu có ai nói tôi điên đâu. Thì rõ ràng là mình không có điên, cho nên người ta không có nói mình điên. Khi tôi nói thầy với thầy, với thầy thương đặt con là ông khùng đi, thằng khùng đi, nó khùng con nội tôi chứ khùng. Như vậy tôi đâu có điên. Nếu mà tôi không có điên chứ phải, mà tôi có cái máu điên á, thì coi như người ta nói cái ông đó nó tửng tửng à. Tôi thèm cái người cho tôi tửng tửng á, mà không ai cho tôi tửng tửng hết á. Ngộ lắm nha. Cái người mà mình thích, mình được người ta kêu mình điên á, thì không ai kêu hết á. Còn cái người mà nó điên thiệt, nó có máu tửng tửng á, mà nói nó tâm thần nhẹ hay nói nó thần kinh gì đó là trời ơi, tôi cho nên tôi nói huynh đệ nghe, các huynh đệ mà nghe pháp rồi các huynh đệ mới cảm thấy mình vui cho mình, coi mình đang đi ngang cái giai đoạn nào của đời người trong cái kiếp sống hiện tại đây. Tôi cũng nhắc cái huynh đệ á, là không phải dễ làm người, mà cũng không phải dễ mất kiếp người đâu nghe. Mình học Phật rồi mình nói thẳng là không phải dễ được làm người, mà cũng không phải dễ mất kiếp người. Tuy rằng nói á, để mà cho nhắc nhở cho những vị mà may mắn được làm người rồi đừng có tạo ác nữa, chứ thật sự không phải dễ mất kiếp người. Từ khi mình tạo những cái duyên lành, lúc mình còn trong tam đồ ác đạo, mà mình tạo những cái nghĩ lành, nói lành, làm lành, bất cứ hành động lành nào, bất cứ ý nghĩ lành nào, mà từ khi trong cái đọa đài, trong cái kiếp sống của tam đồ ác đạo, mà cho tới được cái phước mà nó may mắn nó được làm người như vậy nè, các vị biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử không? Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp không? Rồi khi được làm con người, chúng ta làm người như thế này nè, mà các vị nghĩ rằng nó dễ làm trở lại cái kiếp súc vật lắm sao? Có đâu. Phải trải qua bao nhiêu gọi là ác pháp, chừng nào nó tận cùng của cái phước đức, của trí tuệ, tận cùng của đạo đức, của cái kiếp làm người đó, thì coi như là bắt đầu mới gọi là nê lê khổ thú, mới đọ trong cái cõi khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Cho nên học đạo tôi nói thẳng thừng vậy để cho các vị yên tâm. Tuy rằng nói vậy á, một khi được thân người, một khi mất thân người là muôn đời khó gặp lại, nói là chuyện để nói. Nhưng mà ở đây á, sở dĩ hiểu lời kinh Phật ý nói rằng là cái tư tưởng làm người của mình, một khi mà mình mất đi, mình tham vô độ, mình sân vô độ, mình si mê vô minh vô độ, mà mình mất cái tư tưởng lành, mất cái lòng bi, lòng từ, lòng hỷ, lòng xã, lòng thương yêu, thì khó có thể gặp lại cái những cái lòng nhân đó, lòng người đó. Còn cái thân tướng các vị, nếu mà các vị làm ác coi, các vị làm ác coi, đâu phải tự nhiên cái gì làm ác cái kiếp sau các vị làm chó liền được đâu, không phải dễ đâu.
các vị mà kiếp này các vị mà chặt tay người ta, chặt chân người ta, thì các vị cũng phải trải qua trả cái quả, phải chặt tay chặt chân, không tay không chân, bò lết. Nói vậy tôi cũng xin lỗi các vị mà thương tật nha. Các vị nhớ đây là tôi nói cái chánh pháp, các vị đừng có, nếu lỡ đụng ai đừng có nói. Các vị mà móc mắt người ta thì kiếp sau các vị cũng phải đuôi mù mò mẫm đường đi lối về, vậy các vị thấy cực khổ không? Cho nên á, sở dĩ không có trên cuộc đời này không có một pháp nào mà nó không có nhân duyên nhân quả của nó. Nó phải có nhân có quả. Nhưng mà đối với tinh thần của đạo Phật á, là cái chỗ là mình thương. Mình thương, mình thấy người ta khổ, mình thương. Nhiệm vụ, cái trách nhiệm của cái người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia là phải có cái lòng thi ân bố đức, cái lòng thương. Chứ không phải nói như vậy rồi thấy người ta khổ, người ta đau khổ, người ta tai nạn, người ta tật nguyền, người ta nghèo khó, rồi mình nói ồ cái nhân nó gây xấu nó mới như vậy, không có. Ngoài ra mình thấy mình biết như vậy mà mình phải xoay rồi và mình phải tìm cách cứu giúp, thì cái đó mới là tinh thần của đạo Phật, mới là cái trách nhiệm nhiếp thọ chánh pháp. Còn tôi nói cho nên học pháp học hoài, các vị ơi, học hay lắm. Các vị thấy cả đêm tôi cũng trăn trở, tôi ngủ được chập chờn vậy mà cái đầu tôi bây giờ nó nhức vậy mà tôi còn nói vậy đó các vị thấy. Cho nên thật ra các vị nào mà gần gũi mà từng nghe tôi chia sẻ, thương tôi để cho cái niềm an ủi động viên tôi cố gắng tôi nói chánh pháp cho các vị nghe. Vì đời tôi thật sự nó mùi mẫn quá rồi. Nó mùi mẫn quá cho nên bây giờ nó thật ra thì coi như không còn làm gì khác hơn ngoài cái chuyện mình được học chánh pháp thì phải nói lời chánh pháp. Cho nên vậy mà đối với phu nhân Thắng Mang mới trình bày đó Đức Phật là bốn trách nhiệm mà đã giúp thọ chánh pháp. Thứ nhất là đối với các chúng sanh mà đã xa lìa thiện tri thức, không nghe chánh pháp mà làm những điều phi pháp á, thì cái người nhiếp thọ chánh pháp phải cố gắng đem cái căn lành cõi trời cõi người mà thành thục họ. Như vậy tất cả huynh đệ chúng ta hiểu luật nhân quả, biết nhân quả, biết người ta khổ trong cái kiếp này là vì cái kiếp đã qua, kiếp nào đó đã qua, người ta tạo những nguyên nhân khổ cho người, khổ cho mình, cho nên báo nghiệp nó mới đầu thai, nó mới luân hồi sinh tử, nó mới duyên hội tụ để kiếp này mà khổ đau như vậy. Cho nên nội mà cái kiếp mà tôi nói cái kiếp làm thầy chùa đó, tuy rằng tôi giảng là tôi quýnh cái bằng sanh tử lửa, nhưng mà tôi đã nói với các vị là làm được một ông thầy chùa phải là trăm kiếp ngàn đời chứ không phải vậy đâu. Trăm kiếp ngàn đời mới có cái duyên, mới có cái phước báo mà để làm được một ông thầy chùa. Thay vì cái tuổi trẻ nó ăn chơi sa đọ, nó đàn đúm, nó trai gái, nó cướp của giết người, nó đua xe, nó quan dâm, nó đủ thứ, chửi cha mắng mẹ, bây giờ vô làm thầy chùa giàu gì đi chăng nữa cũng đâu làm mấy việc đó đâu. Nhưng mà sở dĩ tại sao mà tôi la như vậy là để một hồi tôi phân tích cho các vị. Tôi la như vậy, tôi nói như vậy chứ thử ai đụng tới cái đạo tôi coi, cái tâm ta tăng bảo coi, tôi có nhường không? Bởi vì dầu chi chăng nữa, đã là thầy tu thì cũng đã là góp phần cho cái xã hội. Bất cứ làm cái gì cũng gọi là nhiếp thọ chánh pháp hết. Nhưng mà cái hạnh cao cả nhất mà Đức Phật dạy đó là chưa cúng dường trung pháp cúng dường tối. Cái chuyện mà truyền đăng tục diệm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức là coi như tối thượng. Nhưng mà đâu phải ai thầy chùa đi tu cũng được hoằng pháp hết đâu. Mười người kiếm chưa được một rồi. Như vậy thì bất cứ làm cái gì khác, đành đàng nói thì nói chứ các chùa tụng kinh
gõ mõ, đánh chuông, làm từ thiện, nuôi người già, nuôi trẻ mồ côi, vân vân, tất cả đó cũng là nhiếp thọ chánh pháp đó các vị ạ. Nhưng mà tại vì lý do là nó quá trớn đi, thành ra phải lên tiếng, phải nói, chứ còn thật sự ra làm cái chuyện đó cũng không phải dễ làm. Nói đi thì nói lại, chứ bất cứ làm cái chuyện gì mà đem lại cái sự lợi ích cho chúng sanh thì không phải dễ làm đâu. Nhiều khi tôi tự trách mình, tôi nói mình sao mà mình xấu số vô duyên, mình không có được như chư tôn đức huynh đệ khác, được Phật tử nó tín nhiệm, nó thương, nó gặp, nó thấy cười một cái thôi, cái móc túi nó cúng, nó cung kính. Ví dụ mình khi mình nói vậy là mình tại mình không có phước, mình không có phước chứ thật ra đó. Nhưng mà nghĩ lại đó, tôi nói vậy là tôi an ủi tôi, cho tôi nghĩ lại tôi là cái người đại phước, đại phước đó chứ. Ví dụ như tôi qua Mỹ này, tôi không có một người thân, không một người thân huyết thống, không một người huynh đệ, gọi là huynh đệ cùng thầy, cùng môn phong pháp phái không có. Mà sống dồi gió dập, mà tôi sống tới ngày hôm nay mà còn một vài Phật tử qua những cơn gọi là sống dồi gió dập mà còn thương tôi được, còn cúng cho tôi manh quần tấm áo, để cho tôi còn cái khả năng để truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu la như vậy, tôi nghĩ tôi là người đại phước đó chứ. Còn nếu giá như mà cuộc đời mà sống dồi gió dập, mà mình bỏ chiếc áo tu này, mình ngao ngán, mình chán trường, mình không còn cái lòng tin đối với Tam Bảo, đối với chánh pháp nữa, thì mình mới gọi là người vô phước đó chứ. Nhưng mà càng sống dồi gió dập, càng lên bờ xuống ruộng, càng bao nhiêu cái lần mà thử thách gian nan, mà đối với chúng ta còn cái niềm tin đối với Tam Bảo, còn niềm tin đối với chánh pháp, như vậy thì không nhiếp thọ chánh pháp là gì? Các chị nên nhớ. Tôi biết khi mà cuộc đời tôi mà nó bị sóng dù gió dập, nó bị xì canh đồ rồi đó, những người mà hồi xưa khen ngợi tôi, trời ơi, vô khen ngợi tôi tha thiết, nó thầy thế này cái kia, là tự động coi như là tách thuyền chạy tám công bầy đứng. Thấy vậy đáng thương không? Cuộc đời đâu phải nghe vậy nó là như vậy, cuộc đời đâu phải cảnh nó như vậy nó là như vậy. Cho nên như vậy mình mới thấy rằng cái chuyện mà nhiếp thọ chánh pháp mà đúng cái nhu cầu mà để mà theo cái trách nhiệm, cái tấm lòng đối với Tam Bảo, đối với những người hy hiến cho Phật pháp á, thì tôi biết là những vị kém cỏi. Mình phải có cái niềm tin thắp sáng. Cho nên như vậy mà trách nhiệm thứ nhất là đối với các chúng sanh xa lìa thiện tri thức, không nghe chánh pháp, làm những điều phi pháp, thì ta phải làm sao đem cái căn lành nhiếp hóa họ, để cho họ thành thục, họ được trở thành một con người, họ trở thành được một vị người trời. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, nếu như nhiếp thọ chánh pháp, những kẻ cầu thinh văn thì trao cho họ pháp thinh văn. Điều thứ ba, đối với những kẻ cầu duyên giác thì trao cho họ pháp duyên giác. Và đối với cái hạng mà cầu đại thừa thì trao cho họ cái pháp đại thừa. Nhiếp thọ chánh pháp là như vậy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân kiến lập đại địa sang hà là có khả năng kham lãnh bốn trách nhiệm lớn. Như vậy nhiếp thọ chánh pháp ví như đại địa chở bốn việc lớn. Thì cũng như người tu tập phát cái tâm Bồ Tát Đạo, nhiếp thọ chánh pháp cũng như thế. Giai đoạn mà giúp cho họ sanh cõi trời, cõi người là tu ngũ giới, thập thiện. Hay nói cách khác là hướng dẫn họ vào con đường lành. Cho nên nhiếp thọ chánh pháp là hướng dẫn họ theo căn cơ, theo trình độ, theo khả năng nhận thức. Vậy là gọi là nhiếp thọ chánh pháp. Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhiếp thọ chánh pháp như thế là kiến lập đại địa, kham nổi bốn trách nhiệm lớn.
Khâm, cái người nhân thoại chánh pháp là phải khâm nổi bốn trách nhiệm lớn. Thứ nhất là khắp vì chúng sanh. Thứ hai là người bạn không đợi mời thỉnh. Thứ ba là đem cái lòng từ bi an ủi thương yêu chúng sanh. Và thứ tư là làm người mẹ pháp cho thế gian. Bốn trách nhiệm đó. Khắp vì chúng sanh. Cái người nhớ thoại chánh pháp khắp vì chúng sanh chứ không vì mình. Nếu con người mà tu tập mà vì mình hơn vì người thì coi như là mình còn cái bệnh ích kỷ. Cho nên lắm khi người tu tập mình phải luôn luôn chịu thiệt cho mình mà đừng thiệt cho người. Cái điều này tôi có làm được. Tôi có làm được cho nên tôi nói ra tôi thảnh thơi lắm. Tôi luôn chịu thiệt cho mình. Có những lần Phật tử hay là quý thầy từ quê nhà qua bên này, tôi nhớ những cái món ăn của quê nhà. Tôi nhớ những món ăn ở quê nhà. Cho nên quý vị qua, tôi nhờ đem qua. Nhờ đem qua cho nên sao? Mình không phải mình làm ngơ được. Khi ai đi về quê nhà mà người ta đi qua, người ta cũng có mang đồ hết á. Hiếm ít ai mà không mang đồ, trừ khi một cái gia đình nào đó họ đi về đông người. Cho nên khi đó đó thì các vị biết là người ta qua mình, nếu ta dư đồ mình phải trả tiền cho người ta cái đó, chứ không phải lợi dụng được. Thậm chí có những khi hoàn cảnh khác á, tôi cũng chấp nhận thiệt về phần mình đi. Trên cuộc đời này mà có người mà chịu thiệt về phần mình là có người đó sống rất hạnh phúc. Tuy vậy mà nó hạnh phúc. Còn có người nào mà sống mà thiệt cho người mà lợi cho mình là con người đó sống rất là bất an, bất ổn. Sống trong một sự hồi hộp, lo âu, sống trong một cái sự mà coi như là nhìn mặt nhau mà không bao giờ dám nhìn thẳng. Cho nên thưa chư huynh đệ, tôi thường nói, tôi có thể ráng mà nhịn ăn một chút, tôi có thể tiết kiệm lại một chút mà tôi không để cho người ta khi dễ tôi. Về cái mặt lợi dụng, đối với bạn bè, huynh đệ cũng vậy. Sở dĩ tới ngày hôm nay mà tôi nghèo, chứ tôi không ngửa tay xin, đối với huynh đệ, bạn bè, xuất gia cho tôi. Như các hòa thượng là nói tôi, nói ồ thiện tài, bạn bè đông quá, anh em kết nghĩa đông, sao lúc con khó khăn con không nói mỗi người góp vô cho con, không lẽ tụi nó không cho. Tôi nói dạ không, khi làm anh em có hứa với nhau rồi. Cho nên tôi nói các quý huynh đệ vậy đó. Trên cuộc đời này mình thân nhau, mình quý nhau là ở chỗ mình đừng có lợi dụng nhau về cái mặt tài chánh tiền bạc. Mà mình phải khắp vì chúng sanh. Mình chịu thiệt về phần mình đi. Còn nhóm mà mình không kham nổi đó thì thôi. Nhóm không kham nổi thì thôi. Còn mình kham nổi là mình phải đâu vào đó, nó rõ ràng. Tôi bây giờ tôi buồn, buồn là nói tiếng buồn là nói thế gian mà. Giống như mình không có biết lái xe, mình không có biết đi đâu. Thành ra rủ mấy bà Phật tử lớn lớn tuổi sồn sồn. Giờ mỗi một tuần vậy mấy thầy trò mình, huynh đệ mình đi ăn một quán. Mà tôi thích nhất là vô quán của người Mỹ gọi là buffet garden vậy đó, garden buffet. Dầu là nó cũng hơi hơi có cái mùi tanh tanh, nhưng mà mình cứ ăn rau vậy thôi. Còn mình bị ta bán buffet mà cũng ăn gì vậy mà nó, tôi thích ăn giống như tầng mình để xúc ruột. Không biết được mấy tầng thì không biết, nhưng mà tôi nói bây giờ 3-4 huynh đệ nha, mỗi một người là trả một lần nha. Còn không là mình sống theo kiểu Mỹ là mạnh ai nó móc túi trả nha. Còn nếu không chịu vậy ra, thấy vậy nó kỳ ra, thì thôi mình cũng còn nửa Mỹ nửa Việt, là một người trả một tuần. Không ai bao ai. Còn nhắm không có là đừng chơi chung. Mà chơi chung là phải đâu vào đó rõ ràng.
Như vậy nó mới bền chứ. Suốt cuộc đời mình chỉ biết đem cái miệng mình ăn của người ta không à, mình chỉ biết lợi dụng người ta không, sống với ai các gì. Cho nên tôi nói cho huynh đệ, cái người có ý thức á, nó khác mà người vô ý thức nó khác. Vì vậy mà tôi mong các huynh đệ á, mình nhắm mình chơi với bạn bè, mình chơi với ai, mình giao hảo với ai á, mình nhắm mà mình chấp nhận mình thua trước á, mình thiệt trước á, thì mình chơi thì nó không có phiền não. Còn mình nhắm mà mình không chấp nhận thua thiệt mà mình chơi mình muốn hơn người ta thì thôi thà tốt hơn mình đừng có chơi. Đừng có chơi. Cho nên mình phải chấp nhận mình chịu thua người ta, mình chịu thiệt một chút để mình mới thấy được lòng người, mình mới học được cái hay của người ta. Và mình đã từng nghe, mình biết cái cuộc đời này lòng người thì sao? Bất phả hổ sanh tam cá khẩu, chỉ khủng nhân hoài lưỡng giải tâm. Cọp ở trên non kia mà ba miệng mà ta không sợ, chỉ sợ con người một mặt hai lòng. Mình biết thế gian họ từng lên tiếng rồi. Thiên khả độ, địa khả lượng, đô chỉ nhân tâm, bất khả phòng. Trời có thể đo, đất có thể đo, nhưng mà tâm người không thể đo được, mình biết rồi. Thủy tri trưởng thám tri thâm thiển, nhân dụng tài giao kiến giải tâm. Muốn biết cái lòng người thì phải giao hảo về tiền bạc, biết được cái lòng người. Còn muốn biết sông, cái khúc sông, khúc suối đó sâu hay cạn là phải nhờ cái gậy. Mình biết rồi, cổ nhân đã nói rồi. Cho nên á, khi mình chơi với ai mình phải chuẩn bị, mình biết được những cái đó thì mình không có buồn. Khi mà lỡ ai đó lợi dụng mình, khi lỡ ai đó làm cho mình thiệt. Cho nên mình chơi với bạn, mình sống với cuộc đời này, mình chấp nhận mình thiệt trước đi thì mình không có khổ đau. Còn mình muốn hơn người ta, hơn từ lời ăn, hơn từ tiếng nói, hơn từng đồng tiền, hơn từ bát gạo, cái gì mình cũng muốn hơn người ta, luôn luôn mình mở miệng chê người ta thì cuộc đời không bao giờ có phút giây nào an ổn. Mà bản thân mình không an ổn mà mình đến với người nào đó là người đó bất an theo. Vậy mà đối với tôi đặc biệt cái chỗ là chỗ đó. Cái gì mà bây giờ tôi thấy không an ổn là tôi tắt đài ngay. Mặc tình ai muốn giận là giận. Như cách đây hai hôm có một Phật tử mới sáng sớm điện nói tào lao. Sao thầy giảng thầy chửi vậy là tôi tắt đài ngay. Cái rồi cái trách nói tại sao mà điện thầy không lịch sự, đang nói cái thầy tắt đài. Tôi nói bây giờ tôi để đài đặng cho nó phiền ha chê. Người đó tôi nói cho huynh đệ vậy đó. Tôi rất ghét cái người nào mà nhắn tin nó dài thòn, bởi vì con mắt tôi nó không có thấy đường. Mà nhắn tin dài thòn mà tôi đọc mà kể lễ mà khóc lóc rồi tôi ghét lắm. Tôi nói thật các vị, cho nên á, cái người chỉ cần cái tấm lòng là nếu mà mình tu hành á, mình thể hiện cái tấm lòng của mình là cái người có tu người ta hiểu à. Còn cái dây điện, cái dây chuối thì làm sao nó tải điện được. Còn nếu đã chấp nhận là một ông thầy để mình học đạo, một người anh để hướng dẫn mình, thì coi như mình khỏi cần trình bày cái tấm lòng của mình, phơi trải gì hết trơn. Mình cứ việc, mình thể hiện cái tinh thần gì đó là tự động ta biết. Còn nếu mà kêu huynh đệ á, mà chơi với bạn mà phải chờ, phải ngồi phân giải 3-4 tiếng đồng hồ, phải điện thoại nói hết ngày này tới ngày kia để nói tấm lòng của mình, thì cả hai đều chưa tin lẫn nhau. Thì cái chuyện chơi nó không có bền. Cho nên người tu tập mình phải để ý chỗ đó. Thì vậy mà đối với tôi bây giờ tôi đang thực hành chỗ đó. Cái gì mà tôi thấy phiền não là tôi tắt ngay, bất cứ người ta nghĩ thế nào người ta nghĩ. Rồi chứ tôi không có để cho nó bẩn cái đầu mình. Nó khổ nhiều lắm rồi các vị. Nó khổ nhiều rồi thì các vị dạy gì cho mình khổ nữa chứ. Cho nên thứ nhất là nhiếp thọ chánh pháp là khắp vì chúng sanh. Thứ hai là làm người bạn không đợi mời thỉnh. Các vị nghĩ, các vị tưởng tượng cái người Việt Nam mình thôi đơn giản có câu nghĩa tử là nghĩa tận.
Nếu mà các vị là bạn bè tốt, các vị là người có tình, người tình làng nghĩa xóm, đồng hương, đồng khối gì đó, các vị nghĩ nếu một cái người trong xóm các vị, một người mình biết mà trong nhà có người chết, có đợi mời không? Mời ở bữa nay tao, má tao chết hay là bà nội tôi chết, mời cô tới thắp hương không? Mình nghe chết rồi mình đi, có nghĩa là mình phải có cái tấm lòng không đợi mời thỉnh. Còn cái chuyện mà đám giỗ hay đám cưới ha, thôi nôi đầy tháng là dĩ nhiên là mình phải chờ mời à, chứ tự nhiên không mời mà mình tới đó nó kỳ à. Người ta đặt bao nhiêu bàn đã đủ rồi mà tự nhiên mình nghe cái có khua chuông, khua trống, khua chén, khua bát, mình xách gói mình đi không được à. Cho nên trong nhà Phật thì có câu là hữu lễ thỉnh hữu lai, bất thỉnh bất đáo. Đó là trong cái tinh thần giữa các thầy chùa với nhau, các thầy tu với nhau, giữa chùa với nhau, thì người ta không mời sao mình đi. Nhưng mà đối với cái tấm lòng của con người với con người, của tâm Bồ Tát Đạo đối với trần đời này, mình phải là một người bạn không mời thỉnh. Có nghĩa là thấy người ta khổ, mình phải ra tay cứu giúp. Bất cứ có khả năng gì, mình tạo điều kiện gì, bất cứ mình hãy quên đi, bởi vì cái tấm lòng Bồ Tát rộng lớn lắm các vị. Các vị thấy cái người Mỹ á, tôi thấy hay cái chỗ này nè, mà có nhiều khi tôi chưa làm được đó nghe. Người Mỹ, các vị mấy đời sống Mỹ bên đây á, là coi như á, là lúc nào cái người mà không xài dầu thơm cũng phải xài lotion như thế này nè. Bởi vì nó không, nó khô da, thành ra con người đó nó thường hay cũng có thơm tho. Mà khi những người Mỹ mà người ta có tấm lòng tốt, người ta qua tới các cái nước châu Phi á, trời ơi, các em bé đó nó ăn nó dơ, nó bẩn, nó bò, nó lết, nó cầm ăn mà dồi bội, nó dồi nó nhúc nhúc vậy. Vậy mà người Mỹ họ gặp họ vẫn ôm mà hung. Họ hung vô miệng, vô mũi, họ thương như vậy. Đó là Bồ Tát Đạo. Còn bây giờ các vị mà thương chúng sanh, mà các vị thấy nó bệnh tật, quý vị nhòm gớm, thấy nó hôi dơ xấu xí, quý vị xa lánh, thấy coi như là người ta cùi hủi quý vị, chạy 8 công bề đứng ở xa liền cái đồng tiền tới, liền cái đồng tiền tới để cái đồng tiền nó lăn vòng vòng trong cái nón lá vậy đó, thì các vị nghĩ coi, các vị có phải là thương yêu chúng sanh không? Cho nên tôi thường nói cái tất cả huynh đệ, nếu mình không làm phước thì thôi, mà đã chấp nhận làm phước thì đừng có cho cái chữ tội nó nằm ở trong cái chữ phước. Bởi vì nó là ranh giới giữa hai cái bờ thiện ác. Chấp nhận làm phước rồi thì hoàn cảnh nào mình cũng phải tươi cười. Các vị biết cái người nhà quê á, có nhiều khi hồi tôi còn ở Việt Nam á, tôi làm phước đối với người nhà quê á, mình dễ giận lắm. Người ta thiệt tình lắm. Nhiều khi ta đi lại ta lãnh đồ, mà ta nói, trời ơi, tự nhiên là chùa cho tôi miếng giấy, tôi phải tới đây tôi nhận, chứ tôi không có muốn nhận cái gì, bắt nhận không? Có, nó có những hoàn cảnh như vậy. Bởi vì người nhà quê người ta thật thà, mà người ta chân thật, mà người ta coi như là người ta nghĩ sao nói vậy. Nhưng mà nếu mà mới tình cờ mình nghe vậy, trời ơi, cái chỗ này không đáng cho rồi, nó tiếc gì đâu, nó tức gì đâu á, cho mà họ nói vậy này kia nọ, các vị thấy các vị có phước không? Một người nói, hai người nói mà nó làm cho một cái đại chúng người ta tội nghiệp người ta chứ. Có những người ta khổ cực, người ta trông chờ mình đi cho, mình đi giúp người ta. Còn vô tình một hai người nói vô duyên vậy đó mà mình quơ hết cả nắm, mình nói thôi cái chỗ này là bye bye, tôi không giúp nữa, không được. Đối với Bồ Tát làm đạo thì hoàn cảnh nghịch hạnh cỡ nào, gặp cái lời mắng nhiếc cỡ nào, nhưng mà miễn làm sao nhiếp thọ chánh pháp, làm an vui cho người thì vậy là được rồi. Còn nó cảm ơn không cảm ơn gì không thành. Bởi vì nó là tri ân, thi ân bất cầu báo. Mình làm mà điều mà mình không có cần mong nhận lợi cho mình thì mới là cái người làm phước. Thành ra tôi mừng là tôi biết ở trong này có nhiều huynh đệ cũng thực tập được cái điều đó.
Dầu không nói ra nhưng mà khi tôi nói như vậy là các vị cũng cũng tự mừng thầm trong bụng mình là mình có cái tâm đó. Nếu ai có tâm đó mình mừng đi, mình đừng có khoe. Đừng có khoe ra bên ngoài cho đại chúng mà mình mừng, ô như vậy là mình có làm được điều đó. Thi ân bất cầu báo. Đó là tu, đó là nhiếp thọ chánh pháp. Đó là đem lòng từ an ủi thương yêu chúng sanh. Làm người mẹ pháp cho thế gian. Tại sao làm người mẹ pháp cho thế gian? Tại vì cái lòng từ bi của Đức Phật á, có mặt trên cuộc đời này á, là mong cho chúng sanh, mong làm sao cho chúng sanh thoát khỏi cái đêm dài vô minh phiền não. Các vị thử nghĩ coi, Đức Phật từ khi thành tựu đạo Bồ Đề cho đến lúc Ngài quy tịch, Ngài thị tịch tại rừng Ta La sông Thọ đó, Phật duy nhất chỉ có một việc là đem chánh pháp giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái câu này mà các vị biết là tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đi nghĩ lại mà tôi sáng hôm nay tôi nói cho huynh đệ nghe. Cho nên bốn cái này là bốn cái trách nhiệm lớn đối với không chẳng những là người xuất gia tu hành mà là người đệ tử cư sĩ tại gia của Đức Phật cũng phải nhớ bốn trách nhiệm đó để mình nhiếp thọ chánh pháp. Tôi xin nhắc lại, thứ nhất, vì nhiếp thọ chánh pháp cho nên thứ nhất là mình phải khắp vì chúng sanh chứ không vì mình. Nếu tu hành mà ai còn vì mình có nghĩa là chưa nhiếp thọ chánh pháp. Và hãy nhận chịu cái phần thiệt cho mình mà lợi ích cho chúng sanh, thiệt thòi cho mình. Tuy nhiên thì trên trần đời này có nhiều người không ai chịu thiệt cho mình đâu. Người có lợi thì mình cũng có lợi, đúng như vậy. Nếu mình làm mà cho người có lợi thì mình chắc chắn phải có lợi, bất cứ lợi gì. Mà thưa các vị, mà cái lợi mà để chia chác về vật chất á, ăn bao nhiêu, ăn rồi cũng ỉa, ăn rồi cũng hết. Mà cái lợi về mặt tâm hồn, thưa các vị, mua không được đâu. Một hồi nó có chỗ vô giá. Thứ hai là làm bạn, không đợi mời thỉnh mà vì nhiếp hóa chúng sanh. Thứ ba là phải đem lòng cái từ bi, an ủi, thương yêu chúng sanh. Và cuối cùng làm người mẹ pháp cho thế gian. Bởi vì thế gian nó đối, nó khác. Mà nhớ là pháp đây là pháp vũ kìa. Mưa pháp hay là pháp nhũ là sữa pháp. Mình phải thì chỉ có người mẹ mới có sữa thôi. Cho nên cái câu nói đó mà mình phải suy nghĩ. Chỉ có người mẹ mới có sữa để mà mớm cho đứa con yêu, để nói là cái lòng từ bi của đạo Phật, nói chung của Đức Phật là làm sao muốn cho chúng sanh thoát khỏi cái đêm dài vô minh đau khổ. Và mình hãy thấy cuộc đời Đức Phật từ khi Phật thành đạo Bồ Đề cho đến lúc Ngài xả bỏ cái thân ngũ uẩn này, Ngài chỉ làm một mục tiêu duy nhất là đem cái chánh pháp giáo hóa chúng sanh. Ngài đâu có đi kinh doanh, Ngài đâu có mua đất, Ngài đâu có làm mai làm mối, Ngài đâu có làm gì mà để có đồng lợi cho Ngài đâu. Ăn ngày bữa đi sinh vậy về ăn rồi ngồi thiền rồi tĩnh tọa rồi đi để mà giáo hóa chúng sanh vậy thôi. Cho nên tôi thiệt, tôi thấy Đức Phật mà tôi nghĩ là đời mình không biết bao giờ mình làm được với Đức Phật, tại vì cái bản ngã mình lớn quá các vị. Lại như đại địa có bốn kho báu. Bốn kho báu ấy là gì? Một là vô giá, hai là thượng giá, ba là trung giá, bốn là hạ giá. Đó là bốn kho báu của đại địa. Cũng như thế, thiện nam tử, thiện nữ nhân kiến lập đại địa, làm được bốn thứ báo cao tột cho chúng sanh. Bốn thứ ấy là gì? Là thiện nam tử, thiện nữ nhân phải nhiếp thọ chánh pháp. Một, đối với chúng sanh không nghe chánh pháp, làm những điều phi pháp thì đem căn lành công đức cõi trời, cõi người mà giáo hóa họ. Hai, đối với kẻ cầu thinh văn thì trao cho họ cái pháp thinh văn. Đối với kẻ cầu duyên giác thì trao cho họ pháp duyên giác. Và đối với kẻ cầu đại thừa Bồ Tát thì trao cho họ pháp đại thừa Bồ Tát. Làm được của báo to lớn cho chúng sanh như vậy là do thiện nam tử, thiện nữ nhân nhiếp thọ chánh pháp mà được công đức kỳ đặc hy hữu này.
Thưa Thế Tôn, nhiếp thọ chánh pháp là gì? Nhiếp thọ chánh pháp không khác chánh pháp. Chánh pháp không khác nhiếp thọ chánh pháp. Chánh pháp tức là nhiếp thọ chánh pháp. Mấy cái này thì các vị nhớ là ngày xưa cái cách kinh văn, cái cách văn tự hay lặp đi lặp lại. Bởi vì nói cho nó rõ như vậy, mình nghe thì nó ủa sao có một chữ mà lặp đi lặp lại. Thưa Thế Tôn, nhiếp thọ chánh pháp là gì? Nhiếp thọ chánh pháp không khác chánh pháp. Mà chánh pháp thì không khác nhiếp thọ chánh pháp. Như vậy có nghĩa là gì? Nếu mình hiểu chánh pháp, sống đúng chánh pháp, vậy chánh pháp là mình là chánh pháp. Mà cái văn hồi xưa đó vậy đó, lặp đi lặp lại. Thưa Thế Tôn, nhiếp thọ chánh pháp không khác ba la mật. Ba la mật không khác nhiếp thọ chánh pháp. Nhiếp thọ chánh pháp tức là ba la mật. Hay nói khác hơn là nhiếp thọ chánh pháp tức là đầy đủ ba la mật. Đầy đủ ba la mật là cứu cánh. Chứ ba la mật là cứu cánh hay là đến bờ kia. Bởi vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nhiếp thọ chánh pháp, nếu phải vì bố thí mà thành thục chúng sanh thì thực hành cái hạnh bố thí để thành thục. Kế đến xả bỏ từng chi tiết thân mạng, khéo thuận cơ duyên để đạt tới sự thành thục đó. Sự thành thục chúng sanh kiến lập chánh pháp như thế gọi là đàn ba la mật. Đàn ba la mật là bố thí một cách cứu cánh. Mà các vị nhớ bố thí nó có ba, nó có tài thí, nó có pháp thí, nó có vô quý thí. Rồi tài thí có hai, nội tài và ngoại tài. Bố thí ngoại tài mình làm rất là dễ, nhưng mà nội tài không phải ai cũng dễ làm. Ngoại tài có nghĩa là mình đem tiền, đem của, đem gạo, đem vật thực. Mình giúp cho người ta là ngoại tài, cái gì mà ngoài thân mình. Còn bố thí nội tài, cái người còn sống á, mà mình dám móc mắt mình bố thí, mình dám hiến máu á, là điều đã khó. Nhưng mà thôi còn sống là khó đi. Nhưng mà cái người chết mà dám hy sinh, mà dám hiến nội tạng thì tôi nghĩ là cái điều không khó mà mình không làm được. Vì xưa nay mình cứ quan niệm rằng là tôi có tội gì đâu mà mổ xẻ. Cho nên đối với tôi thèm lắm. Tôi thèm, nếu mà tôi biết cái ngày nào tôi chết là tôi trước khi chết là tôi rạch tôi lấy bộ lồng ngực của tôi, lấy cái gì mà xài được là tôi làm liền trước mặt mọi người, vô bệnh viện làm liền. Nhưng mà biết là một cái nghiệp của mình không có đủ cái phước báo mà mình biết được cái giờ khắc mình chết, giờ khắc mình bỏ cái thân ngũ quần này. Cho nên tôi thèm lắm. Bởi vì tôi thấy còn sống, mình còn sống đây nè, mình không có, chưa có tự đã nhận, mình thấy mình không có, chưa có xứng đáng với cái sự thương yêu, cái sự mà, cái tình của Đức Thế Tôn đối với chúng sanh, trong đó có mình. Cho nên tôi nghĩ vậy mà tôi mong rằng trước khi tôi chết, cái gì tôi hiến được về cái cơ thể của tôi cho người, tôi thèm lắm. Vậy mà tôi hiến xác đàng hoàng ạ. Tôi là cái người tu lơ tơ mơ vậy, chứ còn bây giờ là tôi bất cứ tôi đi tiểu bang nào, tôi thay đổi chỗ ở là tôi tới đó tôi làm cái ID là tôi hiến xác đàng hoàng. Và tôi có lời trăn trối rằng là đệ tử tôi bây giờ, bởi vì tôi từ hết rồi, đệ tử tôi bây giờ tôi từ hết rồi. Không được mà tôi khi mà chết là không được ai làm đám, không được ai thờ phượng. Tôi mà tôi chết mà lại đó mà niệm Phật là tôi rầy à, tôi ngồi dậy à. Chết là lật đật là coi như dục vô nhà xác, lấy cái gì còn xài được. Dạ đăng ký rồi, ký hiến xác rồi, bất cứ tôi là thay đổi ID, thay đổi cái chỗ ở là tôi hiến xác trước rồi đó. Đi tới làm ID là tôi ghi vô cái giấy hiến xác trước. Mà bây giờ tôi cần một điều là tôi muốn là ai giúp cho tôi, là coi như là nếu mà lỡ tôi có căn bệnh gì mà nhắm sống mấy tháng nữa đó, thì coi như tranh thủ cái thời gian mà tôi còn khỏe đó, còn sắp sửa mà hoại diệt cái thân đó, là thấy cái gì xài được là cứ lắc xài. Mà ta không chịu, ta nói luật Mỹ nó chưa có điều đó. Chứ tôi hỏi các vị, sống đây nè, mà mình còn không làm chủ được cái thân này, thì hỏi các vị chết rồi còn cái gì?
mà chính Nguyễn Du còn nói đó, còn là thể thể xa cái gì đó, thác là tinh anh, còn là thể phách, thác là tinh anh. Cho nên không có vấn đề mà mình hiểu Phật kỹ rồi đó. Tôi nói các vị có giận thì giận nha, các vị có giận tôi bao nhiêu tôi cũng chịu. Học Phật kỹ rồi là không có vấn đề mà có cái linh hồn nào mà trời, khi tắt hơi rồi á mà đem cái xác đi liền, cái hồn nó giận. Cho nên phải ngồi đó niệm Phật 8 tiếng để cho cái hồn nó đừng có giận. Không, cái đó là mấy ông nội sau này khoảng 15 năm trở lại đây bày ra những cái điều mà phi lý để mà lường ăn lường chúng sanh, lường gạt chúng sanh. Mà tại sao mà tôi giảng tới đây bắt đầu là tôi nổi dịch, tôi bắt đầu chọt vô đó. Không, đọc kinh Phật và trước 15 năm về trước không có cái ông nào mà bày ra cái đề mà chết rồi mà để 8 tiếng để cho cái hồn nó đừng có giận. Vì mà cái đám tịnh độ mê tín ngày nay nó dám viết cái câu đó vô mà nó đi nó truyền bá để nó ngồi 8 tiếng nó giữ cái xác nó niệm. Trời ơi thương làm sao cho đạo Phật mình. Nhưng mà nói bậy nói bạ vậy mà chúng nó nghe rần rần mới nói, chứ còn nói mà như tôi vậy là nó nghe không bao nhiêu. Khổ vậy đó, mình nói chánh mà nó không nghe. Mà cái thứ tà, nó mà nói cong quẹo, nói không thực tế nó nghe. Tôi hỏi các vị là đệ tử Phật hay đệ tử ai? Nếu là đệ tử Phật thì Đức Phật đã tuyên bố Nam Triền cũng như Bắc Triền là ngũ quẩn giai không. Thì ngũ quẩn giai không là sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn. Như vậy thì nếu mà tứ quẩn là sắc thọ tưởng hành thôi thì Phật cần nói chi ngũ quẩn. Mà Phật đã nói ngũ quẩn giai không có nghĩa là cái thức quẩn, cái linh hồn gì đó, nếu các vị cho nó cũng phải tan rã hoại diệt chứ. Chứ không lẽ ông Phật nói kinh cả đời mà Phật ngu hơn các vị sao? Mà sao Phật không nói là tứ quẩn giai không mà nhất quẩn giai có đi? Sao Phật gom rồi nó ngủ giai không? Thì tôi hỏi các vị vậy đó, ai ngon lý luận đi, lý luận mà hơn được mà cãi được cái lời Phật đó là tôi chịu thua. Lời Phật các vị để tới Phật các vị, Phật là lời chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời nói của Phật là chân lý, thì chẳng lẽ nào ông Phật cũng khờ hơn mấy ông hòa thượng sau này mà tự nhiên đi nói là chết rồi phải để 8 tiếng để thôi cái hồn nó giận. Nói cái kiểu mà phi đạo Phật chứ gì mà nói được. Biểu tôi giảng tôi đừng có giận sao được. Khi mà con người đã cái thân này nó hoại diệt, nó tới hồi nó coi như là nó rã rời, thì cái thức kia nó cũng phải rã rời. Nó rã rời, tất cả đều đồng loạt rã rời. Để chờ cuối cùng rồi nó hội tụ cái duyên lành, nhờ cái ngọn gió lành nào đó, nhờ cái phước báo nhân duyên mới hội tụ lại. Rồi không có cái hồn nào mà chờ đó mà chờ cho đợi đàn ông với đàn bà trai gái nó cưới nhau rồi cái đêm nó động phòng qua chút rồi cái thân trung ấm nó chui vào nó làm con. Tôi hỏi các vị, nói cái kiểu mà ngày xưa mà khoa học nó chưa có phát minh á, nó chưa có thuốc ngừa thai, nó chưa có bao cao su, thì nói vậy còn chấp nhận được. Thời nay nó vợ chồng, nó làm vợ làm chồng, có khi nó không muốn có con. Nó nói có con cực lắm, 10 năm, 20 năm nó mới có con. Thì như vậy là cái thân trung ấm nó ở đâu mà nó chờ rồi vậy là lúc hai người ấy với nhau rồi nó chui vô không được thì nó làm sao? Nó đi đâu? Cho nên nói nó phi lý vậy mà nói được. Các vị ơi, tôi tức thì tôi bị trần sa hoạt. Mà trần sa hoạt thì chúng sanh nó nói tôi giảng sao tôi sanh si. Cho nên không có cái vụ đó. Như vậy mà thời gian này mà viết sách nó dây đó, các vị nghĩ chịu đời thấu không? Trong khi khoa học nó văn minh, y học nó hiện đại, vợ chồng nó lấy nhau bây giờ nó bằng bao cao su, nó chơi bằng bao cao su, nó chồng bằng thuốc ngừa thai, thì cái thân trung ấm nó có rình, nó chờ lúc ấy với nhau nó chui vô thì rủi rình nó ấy mà người ta không có cho cái ấy đó là sao mà ấy được. Nói gì mà nói nghe được. Biểu tại sao tôi giảng mà tôi không sân si. Mà mình sân si thì mình biết là mình lỗ rồi đó. Lỗ là người ta nói là mình giảng mà mình giữ, mình chửi, mình nói tục. Nhưng mà đối đạo Phật nó chân thật vậy đó. Vì vậy mà đạo Phật dầu hoàn cảnh cỡ nào đi chăng nữa thì nó mới hết giờ nữa rồi. Trời ơi còn có đoạn sau hay lắm mà hết giờ rồi. Thôi cũng không dội gì học liền. Nói nhiêu đó tới đây được rồi. Nó hay lắm, các vị học Kinh Thắng Mang này từng chữ vậy đó.
Mới bữa nay là mới cái chữ bố thí, nhiếp thọ chánh pháp tức là đầy đủ ba la mật. Đầy đủ ba la mật có nghĩa là thiện nam tử nhiếp thọ chánh pháp, nếu phải vì bố thí mà thành tục chúng sanh thì thực hành hạnh bố thí để thành tục. Kế đến xả bỏ từng chi tiết thân mạng, khéo thuận cơ duyên để đạt tới sự thành tục đó. Sự thành tục chúng sanh kiến lập chánh pháp như thế gọi là đàn ba la mật. Các vị nhớ cái chữ đàn ba la mật có nghĩa là bố thí cứu cánh. Thôi nghĩ, không cần học nhiều đâu. Đời còn dài, chắc tôi chưa chết đâu. Cái nghiệp tôi nó cũng nặng nên chưa chết đâu. Vậy đó, chứ còn không chết được đâu. Thôi học từ từ ha. Chào hết các vị, bữa nay thứ năm rồi, cái lội hội nửa tuần rồi, cái là thứ bảy rồi, hết tuần nữa rồi. Thôi ráng nghe. Già chết gần kề, Phật pháp sắp hoại, vậy phải nhất tâm cần cầu tinh tấn, nghe chánh pháp, học chánh pháp, thực hành chánh pháp để nhiếp thọ chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.